nếu như năm 2014 ngành tôm đã vui mừng với kết quả xuất khẩu kỷ lục thì những tháng đầu năm nay xuất khẩu tôm lại vô cùng khó khăn. Các doanh nghiệp dù cho có nỗ lực thì cũng chỉ mới mang về kim ngạch khoảng 70% của cùng kỳ năm ngoái. Vì sao cục diện xuất khẩu đối với ngành tôm lại có những thay đổi đột ngột như vậy? Theo các chuyên gia trong ngành thì đây không phải là điều bất ngờ mà đã được dự báo từ trước. Năm 2014, xuất khẩu tôm nổi lên như một điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu của ngành thủy sản. Trong khi xuất khẩu cá tra vẫn dậm chân tại chỗ với kim ngạch khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, thì ngành tôm lại bứt phá mang về kim ngạch gần 4 tỷ đô la, đóng góp đến 60% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Phân tích cho thành công này, lúc đó, đại diện VASEP đưa ra các nguyên nhân là tôm Việt Nam có được nhiều yếu tố thuận lợi về thiên thời, địa lợi, như tình hình nguồn cung tôm thế giới khó khăn do dịch bệnh, giá tăng cao, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam có lợi thế về chế biến nên tận dụng nguồn tôm nhập khẩu để tăng lượng hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, dù vui mừng với kết quả đạt được, nhưng các doanh nghiệp đã không khỏi lo lắng khi nhìn vào những biến động của thị trường toàn cầu, nhìn vào thực tế của sản xuất tôm Việt Nam. Và những lo lắng trên đã thành hiện thực ngay trong những tháng đầu năm nay. Xuất khẩu tôm 7 tháng đầu năm chỉ đạt 1,55 tỷ đô la Mỹ, giảm đến gần 30% so với cùng kỳ về mặt giá trị. Xuất khẩu sang các thị trường lớn đều giảm, trong đó thị trường Mỹ giảm mạnh đến 50%. Theo VASEP, ngoài các nguyên nhân về mặt khách quan như kinh tế thế giới phục hồi chậm, nguồn cung tôm tăng lên từ các thị trường sau khi dịch bệnh được khống chế, biến động tỷ giá từ các thị trường nhập khẩu chính như EU, Nhật Bản, nguyên nhân chính vẫn là do tôm Việt bắt đầu bộc lộ những hạn chế về sức cạnh tranh và khả năng chống đỡ trước những biến động của thị trường. Chúng ta đã khai thác đến cái giới hạn cuối cùng của những cái thuận lợi của Việt Nam về ưu thế tự nhiên và giá nhân công rẻ để mà sản xuất và để phát triển ngành tôm. Cách đây vài năm tôi đã nói luôn là nếu như chúng ta không thay đổi, nếu như chúng ta không có những cái tác động mang tính chính sách lớn thì chúng ta không có khả năng cạnh tranh nữa. Và điều ấy đã thực sự xảy ra trong cái những tháng đầu năm 2015. Theo VASEP, việc chưa có chính sách đủ mạnh ở đây chính là chính sách đầu tư cho con giống, cho thức ăn chăn nuôi, cho tổ chức, quy hoạch vùng nuôi, khiến giá thành sản xuất tôm Việt Nam luôn cao hơn các nước. So với Ấn Độ, hiện nay giá thành một con tôm con của chúng ta là cao gần 2 lần. Và cái thực phẩm chăn nuôi tôm của chúng ta cũng đắt hơn họ khoảng 40%. Tỷ lệ nuôi thành công tại Việt Nam hiện nay rất thấp, chỉ khoảng 33-35%. Trong khi ấy, tại Indonesia, tại Ấn Độ, người ta có thể tỷ lệ nuôi thành công của họ đến 70%. Chính tỷ lệ nuôi thành công công cao cộng với là giá tôm nguyên liệu thấp với là giá thực phẩm chăn nuôi tôm thấp đã làm cho giá thành sản xuất của họ đã thấp hơn chúng ta từ 1 đến 2 thậm chí 3 đô la một ký tôm tùy theo kích cỡ. Cũng theo VASEP, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh với tôm Việt Nam gần như đã phá giá mạnh nội tệ của quốc gia họ so với đồng đô la Mỹ với biên độ từ 20-25%, thì tỷ giá tiền đồng chỉ mới điều chỉnh tăng ở mức 3%. Tỷ giá được kiềm giữ thận trọng cộng với chi phí sản xuất cao càng khiến giá tôm Việt Nam càng khó cạnh tranh với các nước. Hiện nay do giá tôm bán dưới giá thành cộng với dịch bệnh bùng phát trở lại nên nhiều nơi tại đồng bằng sông Cửu Long nông dân treo ao. Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, tính đến hết tháng 7 năm 2015, toàn vùng có đến khoảng 21.000 hectare diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại, dừng nuôi. Theo VASEP, tình hình xuất khẩu những tháng cuối năm sẽ còn khó khăn. Dù thuế chống bán phá giá tôm vào Mỹ trong đợt xem xét hành chính mới đây giảm mạnh từ mức 6,37% xuống còn 0,91%. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường chưa có nhiều cải thiện. Trong nước, ngành sản xuất tôm cũng chưa có động thái gì cho thấy có thể giảm chi phí sản xuất để giá thành cạnh tranh hơn. VASEP lo ngại với tình hình như hiện nay, khả năng nguồn cung tôm trong nước sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới. Với trình độ chế biến phát triển, doanh nghiệp có thể nhập khẩu tôm để chế biến xuất khẩu nhưng sẽ không được hưởng ưu đãi thuế mà các hiệp định thương mại tự do mang lại do yêu cầu quy tắc xuất xứ. Theo Tổng cục Thủy sản, những khó khăn của ngành hiện nay muốn khắc phục phải cần có thời gian. Đúng là nhiều khi chúng ta sẽ nói đi nói lại rất là nhiều, nhưng phải hiểu một điều, từ một cái nền sản xuất rất nhỏ và rất là phân tán và cái lên thành ra là không phải một lúc mà chúng ta có thể giải quyết được hai cái chuyện đó. Những cái doanh nghiệp lớn này thì người ta có thể nhanh chóng chuyển đổi được ngay. Thế nhưng những cái hộ nhỏ này thì đấy là những vấn đề nó đòi hỏi phải thời gian. Thời gian là gì? Một là có cái điều kiện để đầu tư hạ tầng tốt hơn, có cái điều kiện để tổ chức sản xuất lại. Thế tất cả những chuyện đó nó đòi hỏi thời gian, thế nó không thể làm một sớm một chiều được. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta phải định hướng được cách làm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu cứ chần chừ chờ thời gian mà không có những giải pháp quyết liệt hơn, ngành thủy sản nói riêng và nhiều ngành sản xuất nông nghiệp khác của Việt Nam sẽ đuối dần sức cạnh tranh.